Ok, chào mừng tất cả các bạn, anh chị, các tài xế. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của những tình huống giao thông ái âm, những tình huống giao thông khó đỡ mà chúng ta hay gặp khi lưu thông ở trên đường. Chúc các tài xế thượng lộ bình an nhé. Rồi. Ôi. Vậy là có một ông chú từ bên trong hẻm chạy ra không quan sát, suýt đã qua chạm với một chiếc ô tô. Và chúng ta cùng nhau xem diễn biến của sự việc này. Ủa, xe không dòm hả? Tôi không thấy thắng sao mà không dòm? Ôi, hồi nãy tôi không thắng cái đồ của cô rồi sao? Đi. Trong hẻm ra tôi nhìn hả? Đi hướng chú với nhìn nha. Trong tình huống này thì mình nghĩ mỗi người nên nhịn một câu cho nó qua chuyện, chứ mà làm căng quá thì cũng không được. Chú ra rõ ràng chứ không dòm con. Cái gì đâu, anh em với nhau có gì đâu, gia thắng là đàng hoàng nói chuyện rồi. Có lỡ đụng rồi sao? Đụng cái gì? Đi ra chạy cũng phải để chứ. Sao con để con đang bo cuông chạy đi, chú luôn chú hiểu đâm ra chứ thôi. Em cứ đâm ra mà chứ. Ba chạy xuống chỗ cầu lầu coi, ông này không chạy mém đụng con nó giết ông thiệt không nè. Ngay cầu lầu nè ba. Ngay cầu lầu nè ba, xuống liền nha ba. Cái ông đi chiếc bi chiếc quay là ông đang chạy trong sự việc này. Vẫn chưa có qua chạm xảy ra. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với tình huống giao thông tiếp theo. Vâng. Một chiếc xe ô tô đang đi vào trong khu vực đông dân cư để xem coi chuyện gì sẽ xảy ra trong tình huống này. Chiếc ô tô màu đen phía trước đang di chuyển thì đột nhiên dừng lại. Và đây là cái kết. Rất may trong tình huống này chỉ có va chạm nhẹ xảy ra. Hai nam thanh niên đi xe máy có lẽ đang chú tâm vào một việc gì đó mà không tập trung lái xe. Nếu như tập trung lái xe thì có thể quan sát thấy được phía trước là có một chiếc ô tô đang dừng đổ, thì có lẽ va chạm đã không xảy ra. Rút kinh nghiệm nhé các bạn, khi lưu thông phải tập trung. Rồi. Ôi, đường trơn trượt mà chiếc quan tài bay lại có thể phi nhanh với một tốc độ cao như vậy. Chiếc quan tài bay định vượt lên. Và sau cú vượt của mình thì một tí nữa quan tài bay đã phải trả cho mình một cái giá rất là đắt. Rất may trong tình huống này, tài xế ở trên quan tài bay vẫn làm chủ được tình huống. Nhanh một phút mà chậm cả đời. Rút kinh nghiệm nhá các bác tài. Chúng ta lại đến với tình huống giao thông kế tiếp. Sau đây vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Vâng. Ôi, rất may trong tình huống này, tài xế có gắn camera hành trình đang lưu thông với tốc độ cực kỳ chậm. Nếu mà phi nhanh với một tốc độ cao thì có lẽ va chạm đã xảy ra. Rồi, chúng ta lại đến với tình huống giao thông kế tiếp. Vâng. Đường đang mưa rất là lớn và trên đường đã ngập nước hết rồi. Còn đây là ý thức đùi nhặn, ý thức luôn của nam tài xế trên xe khách. Đấy, chạy kiểu bố đời. Không còn từ ngữ nào diễn tả về ý thức của nam tài xế xe khách trên. Đây, ôi. Ôi. Một bà chị qua đường không quan sát, muốn qua là qua. Oh no. Còn đây, các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô tải phía trước đang lưu thông một cách rất là bình thường. Sau đây. Ê! Đột nhiên thắng gấp và dừng lại đột ngột.
và rất may nam tài xế trên xe cố gắng camera hành trình chạy ở phía sau đã rất là tập trung và đánh lái sang phải để tránh qua chạm. Còn đây là tình huống tiếp theo. Vẫn tiếp tục là một pha qua đường không quan sát của một ông chú. Rất may mắn ông bà gánh còng lưng pha này trong tình huống trên lại tiếp tục không có qua chạm xảy ra. Rồi sau đây chúng ta cùng nhau theo dõi. Vâng, phía trước là một chị gái. Đây. Ôi, may cho chị gái quá. Ôi, phụ nữ lái xe là một cái gì đó rất là đặc biệt. Chúng ta không thể nào hiểu hết được phụ nữ. Tiếp theo, đường trơn trượt quá. Đây, và sự việc sẽ diễn ra ở khúc cua này chăng? Vâng, đúng là như vậy. Một pha phải đuôi. Một pha phải đuôi gây nhiều thương nhớ cho nhau. Rất may trong tình huống trên chỉ có qua chạm nhẹ xảy ra, các tài xế đều an toàn. Ôi, rồi chúng ta lại cùng nhau đến với những tình huống giao thông hấp dẫn khác. Các bạn nhớ để lại một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ôi, và đây là một chiếc xe container đang lưu thông đúng với làn đường của mình. Ôi, thì đột nhiên có hai báo thủ chạy xe máy tạt đập một cách bất ngờ. Ôi, không tập trung là toan rồi. Chẳng với hai bảo thủ. Rồi, tiếp theo, đang lưu thông trong một con hẻm của một tuyến đường đông dân cư, và đột nhiên từ trong hẻm có hai em gái xinh đẹp bắt đầu băng ra. Đây, chuẩn bị băng ra. Đây, tài xế đã phanh kịp để tránh qua chạm. Ôi, lần sau đi nhớ quan sát nha, hai em gái. Ôi, sợ nhất là chị em phụ nữ và những người lớn tuổi. Họ đi đường một cách như kiểu là đường nhà của mình. Rồi, tiếp theo, ôi, sao đây? Vẫn chưa có gì xảy ra. Ôi trời, trời. Ôi, ôi, chạy cái kiểu gì vậy trời? Ôi, sợ thế. Rất may mắn, không có va chạm xảy ra. Ôi, tiếp theo. Rồi, chúng ta lại tiếp tục một pha đổ xe vô cùng thiếu ý thức của ông xe tải màu xanh. Đấy, thì rất là thiếu ý thức. Thôi, không biết nói sao với tài xế xe tải này. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đến với tình huống này. Một nam thanh niên có dấu hiệu say xỉn và đang chạy một cách rất là không bình thường. Lúc này những chiếc xe lớn lưu thông ở phía sau cũng không dám vượt, có cho tiền cũng không dám vượt. Đấy, chạy theo kiểu là đường của bố mày, đường này là đường của bố, có con thì vượt đi, không ai dám vượt đâu. Nam thanh niên liên tục chạy từ làn bên phải chuyển sang làn bên trái một cách bất ngờ. Ở trong tình huống này thì chúng ta nên chạy một cách chậm rãi nha các bạn. Đã có việc gì gấp thì cũng phải chạy thật chậm. Rồi, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với tình huống giao thông hấp dẫn khác nha. Wow,
Vậy, rồi các bạn hãy chú ý vào phía bên tay phải màn ảnh mà các bạn đang xem. Đấy, chiếc ô tô màu đen đã vượt lên và có dấu hiệu chuyển làn. Đấy, sau pha tạt đầu chuyển làn và đây là cái kết. Kinh nghiệm chuyển làn ở trong tình huống này thì các bạn nên nhìn vào gương chiếu hậu và quan sát xem coi có xe hay không. Nếu không có xe thì các bạn mới nên chuyển làn, như vậy sẽ an toàn hơn. Một tình huống chuyển làn không quan sát và đây là cái kết, phải trả giá rất là nhiều tiền và thậm chí liên lụy cho các phương tiện khác. Tiếp theo là một tình huống lưu thông vào ban đêm, để xem trong tình huống này có gì hấp dẫn. Sự việc này được ghi nhận vào ngày 8 tháng 8 2023. Đây, một người đàn ông đang đứng ở sửa đường và có dấu hiệu say xỉn. Rất may trong trường hợp này nam tài xế chạy rất là chậm. Gặp những ông mà chạy tốc độ nhanh mà không quan sát thì mình nghĩ là người đàn ông này có thể đã đắp chiếu rồi. Đấy, các bạn nhớ rút kinh nghiệm khi lưu thông vào ban đêm. Rồi, còn đây là một tình huống khá là hài hước ở trên cao tốc. Không biết là một bầy vịt cả trăm con của ai mà thả đây ở trên cao tốc như thế này, gây mất trật tự cũng như là ảnh hưởng đến những phương tiện đang lưu thông ở trên cao tốc. Cả một bầy vịt lên đến hàng trăm con. Rồi, tiếp theo. Vâng, chúng ta cùng nhau theo dõi tình huống này. Rồi, bắt đầu dừng đèn đỏ này. Đấy, các bạn hãy chú ý vào phía bên tay phải màn ảnh mà các bạn đang xem. Đấy. Rồi. Rồi bây giờ mới bắt đầu có chuyện này. Đấy. Đấy, chạy như vậy mà chạy được hay, tạt đầu như vậy mà tạt đầu được thì tôi cũng lại ông luôn. Không biết phải nói sao ở trong tình huống này. Ý thức tham gia giao thông quá kém. Rồi, tiếp theo. Lại là một tình huống đổ đèo ở khúc cua. Đấy, rồi, lại là quẩy đuôi. Rồi, thêm một tình huống gây thương nhớ cho nhau rất là nhiều. Rất may trong tình huống trên chỉ hư hỏng về xe. Rồi, ở tình huống này thì như thế nào? Wow. Ôi, có một người muốn băng qua đường, nhưng rất may tài xế đã quan sát kỹ và đánh lái kịp. Ôi là trời. Ôi, một pha băng qua đường muốn báo người ta. Rồi, tiếp theo. Đây, chúng ta cùng nhau theo dõi tình huống này. Rất chi là hấp dẫn. Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô con ở phía trước, chiếc ô tô màu bạc. Rồi, và chú ý luôn cho mình chiếc ô tô màu đen ở phía bên tay trái màn ảnh mà các bạn đang xem. Đây. Rồi, đây, đấy. Một pha chuyển làn rất là khó hiểu. Chuyển làn như vậy mà chuyển được hay ta? Có thể là tài xế buồn ngủ chăng? Rất là khó hiểu ở trong tình huống này. Rồi, tiếp theo. Một pha đang dừng đèn đỏ thì đột nhiên từ xa có một chiếc 7 chỗ chọc khe. Khó hiểu. Tình huống dở khóc dở cười. Khó hiểu. Rồi, sao đây? Rồi, các tài xế đều bước xuống xe rồi. Không biết là ông 7 chỗ mua bằng ở đâu mà chạy như vậy được cũng hay. Các bạn đã theo dõi phần tin tức trên kênh của Tin 5 Phút. Nhớ ấn vào biểu tượng đăng ký kênh và chia sẻ clip đến nhiều người xem. Xin cảm ơn tất cả các bạn cũng như anh chị rất là nhiều. Rồi, không biết là tài xế này lại tiếp tục mua bằng ở đâu mà đang chạy trong làn dành cho xe máy.
Rồi xong, và đây là cái kết. Đấy, mọi sự mua dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt. Tiếp theo. Rồi, một cặp đôi đang đổ xe ở trên cao tốc. Lại là một hành động xem thường pháp luật. Đấy, gây ảnh hưởng và cản trở giao thông cho các phương tiện đang di chuyển ở trên cao tốc. Trẻ trâu, ôi còn chụp hình nữa. Rồi, còn đây là một hành động rất là thiếu ý thức. Một tài xế xe khách vừa lái xe vừa karaoke. Rồi, tài xế chạy kiểu này thì bảo sao là nghề tài xế bạc lắm. Ở trong tình huống này thì mình không thể nào mà mình binh vực được cho hành động của nam tài xế trên. Ở phía sau xe là rất nhiều những hành khách khác. Đấy các bạn thấy đấy. Đấy. Rồi tiếp theo. Ôi, vậy là chiếc xe đầu kéo nó bị trôi xe. Và rất may trong tình huống trôi xe trên là ở phía ngược chiều không có một phương tiện nào đang lưu thông xuống. Nếu như có một phương tiện ngược chiều đang lưu thông xuống thì mình nghĩ đã có va chạm xảy ra. Rất là may mắn. Rồi chúng ta cùng nhau đến với tình huống giao thông hấp dẫn khác các bạn nhé. Rồi sau đây, vâng, các bạn hãy chú ý vào chiếc xe buýt này. Đấy, ép nè, bắt đầu ép chiếc xe có gắn camera hành trình này, ép sát luôn. Đó, kè kè phía đối diện thì có các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang đứng và chứng kiến hết sự việc này. Đấy, nhưng không hiểu sao không thổi phạt nam tài xế chạy xe buýt. Nó chạy vậy sao không bắt nó? Đúng lên vậy, chạy lên ba bên kia nó ôm qua mà đúng cái vậy. Ba biết của mẹ gì mà đúng. Mẹ. Rồi, tiếp theo. Đây là một dốc cầu đòi hỏi kỹ năng rất là cao của tài xế. Dốc cầu này chắc hẳn là chỉ có ở miền Tây thôi. Và chúng ta cùng nhau hồi hộp xem coi tài xế sẽ xử lý cũng như di chuyển qua dốc cầu này như thế nào. Xin hỏi thật tất cả các bạn, những anh em tài xế, có bao nhiêu người dám di chuyển qua dốc cầu này? Nhìn cái dốc cầu này thôi là mình thấy quận rồi đó. Coi dốc cầu nè. Đấy, ghê, ghê chưa? Ôi, ôi, ôi. Ôi trời ơi, ôi. Ôi sợ thế. Quay. Hay ta à, hay, được à, được à. Tài xế này cứng nghề này. Tài xế thi bằng nó sẽ khác bọt so với tài xế mua bằng. Rất là hay. Rồi chúng ta tiếp tục đến với tình huống giao thông kế tiếp. Không biết là ông xe Ben chạy thế nào mà mắc kẹt luôn ở trong con hẻm rồi. Bây giờ mà muốn tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong, mà gọi cứu hộ đến cũng không được luôn. Không còn cách nào sẽ thoát được cho nam tài xế xe Ben này rồi. Một pha ngu dốt, chỉ có trời mới cứu được pha này thôi. Con hẻm như vậy mà vẫn cứu vào được. Vâng, chúng ta cùng nhau xem lại tình huống này. Tình huống này diễn ra trên một con đèo lò xo. Chiếc xe tải và chiếc xe ô tô con đang tranh đường với nhau, không ai chịu nhường ai. Và trong lúc tranh luận với nhau thì đã có một chiếc xe tải khác hiệu Hino chạy đến và phi với một tốc độ nhanh. Và với tốc độ này thì chúng ta có thể thấy anh em nhường nhịn nhau một tí thì đã không ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Và sau khi sự việc xảy ra thì cuối cùng ông xe tải mới chịu lùi xe, thì lúc này mọi việc cũng đã muộn. Cùng là nghề tài xế với nhau, mọi người bớt một tiếng thì mọi chuyện nó sẽ im đẹp. Và đây là một hình ảnh rất là đẹp. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã dùng chổi vét những tảng đá rơi ở trên đường. Cho đó mình muốn chia sẻ hình ảnh đẹp này để gửi đến tất cả các bạn đang theo dõi clip này. Rồi, chúng ta sẽ đến với tình huống kế tiếp. Các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô màu trắng ở phía trước. Chúng ta cùng nhau xem pha xử lý đi vào lòng đất của nam tài xế. Rồi. Rồi.
một pha xử lý đi vào lòng đất thật rồi. Rất khó hiểu, lại là một tình huống rất khó hiểu và không thể nào giải thích được. Mình nghĩ trong tình huống trên có thể tài xế đã buồn ngủ. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với tình huống giao thông tiếp theo các bạn nha. Về đường sương mù dày đặc. Ôi, ông đi xe máy muốn làm bánh mì kẹp thịt à? Ôi, số ông này còn lớn. Rồi, tiếp theo. Sao đây? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha. Ôi, chiếc quan tài bay. Cà khịa hơi quá đáng thì phải. Đấy, một hành động cà khịa khiêu khích đối với chiếc container. Quan mẹ mày. Không biết sửa trước đó sửa container và chiếc quan tài bay có xảy ra mâu thuẫn gì hay không. Nhưng hành động cà khịa như vậy là không thể nào mà chấp nhận được. Rồi, tiếp theo. Ôi, quay lại phía trước. Có một chiếc ô tô đang lùi một cách đột ngột. Theo như thông tin mình tìm hiểu, lý do mà chiếc ô tô đen kia quyết định lùi xe khi đang lưu thông là ở phía trước có một cái chốt đo nồng độ cồn. Rồi, tiếp theo. Rồi, các bạn hãy chú ý vào phía bên tay phải màn ảnh mà các bạn đang xem. Chúng ta sẽ thấy rõ một tình huống vô cùng chiếu ý thức. Đây, bắt đầu chen ngang nè, chen ngang để vào trạm. Thay vì xếp hàng như những người bình thường thì nam tài xế trên lại chọn cách rất là bất thường để chọn cách côn lỗi, còn mở cửa kính xe ô tô ra để khiêu khích. Đi kiểu ông nội người ta. Tôi là chủ xe. Bố đây, bố đấu. Ông đang đi mà ông chui, ông chặt luôn là trong trận đầu người ta. Gặp những cái lỗi như thế này là mình sẽ không bao giờ nhường được. Thế có đi không? Bố lão bố tét huyết quen. Đấy. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với tình huống giao thông kế tiếp. Ôi. Ôi, không biết là xảy ra chuyện gì mà nam thanh niên cầm một tảng đá lớn liên tục đập vào cabo của một chiếc ô tô đang đổ ở bên đường. Đây, hành động ngu dốt này sẽ trả giá rất là nhiều tiền. Rồi, tiếp theo. Ôi, rất may tài xế đã phanh kịp nên không có qua chạm xảy ra. Ôi, muốn băng qua đường là băng như vậy. Ôi, chán thì chứ. Đi đứng cái kiểu gì không biết. Ôi, thấy thót tim giùm cho các nam tài xế luôn. Rồi, tiếp theo, đây là một pha phụ nữ lái xe, không biết lái như thế nào mà chiếc xe nó mắc kẹt như vậy luôn. Đấy, đổ xăng cho phụ nữ là một thoại ác. Ôi, lái được như vậy cũng siêu á. Em không sao. Xe đỏ và nữ tài xế cũng mặc áo đỏ luôn. Pha này trời cứu rồi. Chỉ còn một cách là gọi cứu hộ thôi. Mọi sự ngu dốt lại tiếp tục trả bằng rất là nhiều tiền mặt. Chị đi à? Nó sao đây? Nó chết máy. Chết máy đấy à? Ôi ôi. Trời. Tình huống kế tiếp. Ôi. Rồi. Một gia đình qua đường không quan sát. Ôi là trời. Ôi. Rồi. Tiếp theo. Vâng, vậy là có một chiếc xe đang lùi, rất là khó hiểu. Một chiếc Hyundai biển số là 29C. Ôi, biết rồi, lái xe mình không hiểu là tài xế này chạy kiểu gì luôn, nghĩ gì ở trong đầu luôn. Hay, muốn lùi là lùi à.
khó hiểu thật. Rồi tiếp theo. Vậy vậy là có hai chị gái của chúng ta đang cự cãi gì với nhau thì băm ra đường chặn đầu xe luôn. Biết rồi mấy má, làm tôi sợ quá. Có chuyện gì xảy ra rồi báo người ta nữa. Rồi tiếp theo là một tình huống chở hàng vô cùng thiếu ý thức. Đây, sắt đã lòi ra dài như vậy mà vẫn để như vậy để chạy được thì cũng hay. Rồi tiếp theo. Ôi. Rồi đèn xanh rồi. Ôi, ơi, ơi. Vậy là chiếc ô tô con đã vượt đèn đỏ chăng? Và nam tài xế trên container đã đánh lái hết mức có thể để tránh qua trạm. Văn hóa giao thông là một cái gì đó mà nam tài xế trên ô tô con màu đen kia không thể nào mà vớ tới được. Ô cái thằng chẹt quần. Đây, một chiếc xe máy cài đang chuẩn bị ra đường. Ôi, ôi, có lẽ tài xế xe buýt đã một thoáng giật mình khi thấy chiếc xe công nông có dấu hiệu băng sang đường. Ôi, rất may trong tình huống trên mọi người đều an toàn. Rồi, ôi, một chiếc ô tô biển xanh có dấu hiệu lấn làn. Và đây là cái kết. Đúng rồi, biển xanh. Bánh mì kẹp thịt. Còn đây là tình huống khá là hài hước. Rồi. Đấy, rồi. Nam thanh niên nhận thấy là có đám bạn chạy đến và đang thực hiện một động tác thiết đắc. Rất là khó hiểu. Rồi, chị gái của chúng ta. Ơi. Đây, mở chìa khóa lên. Dặn ra hết mắt luôn. Ôi. Đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi những tình huống giao thông trên kênh của Tin 5 Phút. Chúc tất cả các tài xế lái xe một cách an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau.